Vân Đồn, Móng Cái sẽ là tuyến cao tốc duy nhất tại Việt Nam kết nối 3 sân bay gồm Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn. Đồng thời cũng kết nối nhiều khu kinh tế và cửa khẩu. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một trạm thu phí trên tuyến cao tốc Vân Đồn, Móng Cái sẽ được thông xe trong vài ngày tới đây. Và thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống tới thành phố Móng Cái sẽ chỉ còn khoảng 3,5 tiếng đồng hồ thay vì 6 tiếng đồng hồ như hiện nay. Sự kiện này được đánh giá là có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế và du lịch của địa phương. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái có tổng vốn đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa. Dự án đã được triển khai hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng, có một cái suất đầu tư phải nói rằng là rất là hợp lý. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái là đoạn cuối của trục giao thông xương sống vùng Đông Bắc. Đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176 km. Vâng như vậy thì mạng lưới đường hàng không rồi đường thủy, đường bộ có giá trị đầu tư lên tới tỷ đô sẽ là một nền tảng để có thể giúp cho tỉnh Quảng Ninh chuyển hướng từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh và tập trung cho lĩnh vực mũi nhọn chính là ngành kinh tế không khói chính là du lịch. Vài ngày nay, người dân địa phương và khách du lịch rất háo hức chờ đợi sự kiện thông xe tuyến cao tốc Móng Cái Vân Đồn. Cái này cũng là sự mong mỏi của tất cả các ngành nghề cũng như là các người dân đang sinh sống trên địa bàn. Gia đình tôi thì tôi nghĩ là sau này rất là thuận lợi cho các cháu là ăn học khi mà lên các trường đại học cũng như là đi thăm khám bệnh. Năm 2017 khi chưa có cao tốc, tỉnh đón chưa đến 10 triệu lượt khách, nhưng đến năm 2019, sau khi cao tốc nối Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn hoạt động, đã nâng lên trên 14 triệu lượt khách, sắp tới khi có thêm cao tốc móng cái Vân Đồn, du lịch được dự báo tiếp tục tăng trưởng. Nhà đầu tư chiến lược đã góp phần quan trọng tạo nên sự bứt phá về giao thông, du lịch tại Quảng Ninh. Địa phương được đánh giá có hệ sinh thái du lịch đa dạng, với nổi bật là Vịnh Hạ Long Di Sản, tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, suối khoáng nóng hiện đại. Cùng với sự kiện hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của trục đường bộ cao tốc huyết mạch này, Quảng Ninh cũng đang liên tục tung ra nhiều sự kiện quy mô lớn để kích cầu du lịch. Nửa đầu năm nay, tổng lượng du khách đến Quảng Ninh đã đạt 5 triệu lượt, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng.